Hello, xin chào các bạn. Mọi người hôm nay khỏe không ạ? Hôm nay mình và ông xã mình đi ra shop mua một món đồ. Mời mọi người cùng theo vợ chồng mình xem ở đó có những cái gì nhá. Xem buổi tối, shop ở buổi tối ở bên Canada nó có đông hay là vắng giống như ở Việt Nam mình không ha? Bộ này cũng có cái ghế dài, ghế liền luôn. Bây giờ ông xã mình phải vào đổ xăng, gọi là bơm máu cho xe đấy. Nói đùa một chút thôi. Hôm nay đổ xăng này đông quá, chắc xăng giảm giá hay sao mà đông người xếp hàng quá trời luôn này. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ vào cái tiệm Leon này ha. Cái tiệm này thì nó có từ năm 1909 của gia đình Leon Fefini. Bây giờ bắt đầu vào trong tiệm này. Mở mới đầu cửa cửa ra thì họ đã chuẩn bị cho mùa Giáng sinh rồi này, không? Họ trưng bày rất là đẹp luôn đấy, trưng bày đồ trong trong nhà, sofa và những cái cây tượng trưng cho mùa Christmas. Họ trang trí đẹp quá, nhìn thấy mê luôn đấy. Đi vào đây thì họ bán những cái sofa này bằng da này, rồi tivi này, tại vì ngày Black Friday đấy vẫn còn để một tuần nữa. Hôm nay hai vợ chồng mình đi cái vào đây thì khoảng chừng 8 giờ tối, cho nên là cái shop này nó cũng rất là vắng luôn đấy, ít người lắm. Wow, đẹp chưa? Họ trưng bày đẹp chưa? Mùa Giáng sinh tới nè. Cũng có một số người đi lòng vòng ở trong này. Cái này là new arrival, là đồ mới về, hàng mới ấy. Nhìn nó thanh. Khu này khu bán chuyên về sofa này, chuyên về ghế ngồi này. Mình và ông xã mình đang đi tìm mua cái bộ bàn ăn. Các cụ có câu nói không có sai một chút nào ha, là ăn cơm tàu này, ở nhà Tây này, lấy vợ Nhật này, không biết có phải không đó. Nhưng mà thấy nhà Tây là thấy rất là đẹp rồi đó, còn đồ ăn tàu thì cũng ngon, còn vợ Nhật thì mình không biết, ngày xưa thôi, chắc bây giờ thì cũng hết cái cảnh đó rồi. Sofa đẹp quá.
đi tới cái chỗ này họ đang trưng bày về những cái giường ngủ nè, cái giường đẹp quá. Cái bộ sofa hình vòng cung này, màu màu này đẹp này. Yeah, 7383827. Yep, no, yeah, you took, yeah, because I sent you the picture of that, right? Yep. See, that's how it always goes. I send you a picture and then you buy something else, right? That's how it goes. Yeah. So. That's why we need to shop around. Yeah, of course, of course. Because I like the stuff here, under here. It's so nice. This is a nice table. The big thing now is this pub height. People like it. It's called pub height. Everybody likes it. Really? Yeah. Yeah. Big new thing. Yeah, yeah. So you have a 60-day price match. So if it goes on sale in the next 60 days, you call us. Like, check the flyer. Say it was $200 cheaper, we give you $200. It probably won't be, but you never know, right? Doesn't hurt. Takes you 3 minutes to look online. You can't get hurt. Just make sure you clear the driveway of any snow or ice, okay? And what's the nearest major intersection to your house? We're gonna deliver it, yeah? Delivery, yeah, free delivery. Yeah, free. So where is the January is what I think. January? Early to mid-January. Okay. Yeah? Like, maybe early January, but maybe not because Christmas, right? That messes everything okay. up. You can try the back for me, okay, early? You can try this early for me? I'll try, but in all honesty, it's out of my control because it's all when it comes into our warehouse. I'm the Bây giờ thì ông xã mình ra tính tiền cái bộ bàn ghế đó, còn mình thì đi quay vòng vòng cho các bạn xem ha. Định ra mua bộ bàn ghế của Made in Canada thì lấy liền, lấy ngay. Nhưng mà thấy không được đẹp mà mắc nữa. Nên đi một vòng rồi thấy cái bộ bàn ghế của người Việt Nam mình á, làm đẹp, trời đất. Và giá cả thì rẻ nữa. Nên hai vợ chồng quyết định lấy bộ này. Mà phải chờ tới một tháng sau nữa mới có vậy. Các bạn ạ, mùa Covid này giờ mình đi mua đồ, những cái đồ mà nhập khẩu từ các nước khác ở châu Á đấy, toàn phải chờ không à. Thì mình đi vòng vòng ở trong cái tiệm này đấy, thì mình thấy rất nhiều bàn ghế nhá, Made in Việt Nam các bạn ạ. Mình lựa chọn mua bàn Việt Nam, ủng hộ cho người Việt Nam mình. Những cái bàn ghế của Việt Nam xuất khẩu sang bên này rất là đẹp luôn. Cái mẫu mã đẹp, giá cả thì không mắc hơn, không có mắc. Và rất là đẹp luôn đó. Thật sự rất là thích. Hy vọng Việt Nam mình sẽ có nhiều đồ, nhiều những cái xuất khẩu sang bên các nước trên thế giới. Để cuộc sống của bà con mình Việt Nam nó đỡ vất vả hơn.
cái tủ lạnh. Việc thanh toán tiền xong rồi mình cũng đi về đây. Mà trời đang tuyết rơi nha các bạn. Xe ông xã mình đợi ngoài kìa. Tuyết rơi nhìn đẹp không các bạn ơi. Cái bộ của Made in Việt Canada nó nói là nghìn mấy nghìn ba cả thuế đúng không? Hả? Nghìn rưỡi. Ừ, mua cái bộ này phải đẹp hơn không? Nghìn rưỡi chưa thấy. Còn cái này là 1.400 chưa thấy. Còn bộ mình mới tinh phải không? Nó mới tinh mà nó còn cao hơn, đẹp hơn, nhìn nó trẻ trung hơn. Đây vừa trẻ trung vừa đẹp này. Cao phải không? Cao, cái ghế nó cũng đẹp. Kiểu cao cao vậy. Bàn to hơn nữa. Bàn này là bàn to hơn. To hơn. Tôi mua được bộ này gửi quá. Ngàn được, 1.400. Chưa thuế, quá ok. Cả thuế là 1.000 mấy nhỉ? 1.500, 80. Đừng 1.600 á. Tiệc nó mở, tối thì tối không mở. Flash, tắt auto flash luôn.